sò nữa, bởi như con kia được mấy tháng, con kia tính 2-3 tháng chứ ít đâu. Mình nói nó chơi chứ mua mà một con chim vậy mà mình nuôi được tới cỡ này, cậu tính tốn là biết bao nhiêu tiền. Ngày mình không nói gì hết, miếng chuối tính miếng cá mình không đáng gì, thực tế cậu tính thử thôi. Bà dữ quá, bà dữ thiệt, máy mà bà dữ, tính ra trống ta mê ai gì bà cũng dữ, bà đó. Đó đúng. Nào giúp lại con kia. Con kia mổ là liền nè. Con kia nó giữ. Con này nó dụ. Con kia nó sợ con này biết sao không? Tại nó kêu không lợi. Nó kêu cái giọng nó hay hơn chứ nó kêu không có lợi, con này lẹ miệng quá. Chứ thực tế con kia nó không có sợ con này, nó bị chụp